Vâng, xưởng sản xuất lồng bắt gà vịt, sàn nhựa, sàn vịt các loại. Vâng. Chúng tôi thì chuyên sản xuất và cung cấp các thiết bị chăn nuôi lợn, gà, ngan, vịt. Đây chúng tôi đang quay để giới thiệu đến bà con là kho lồng bắt gà vịt này. Bà con nhìn rõ này. Chúng tôi thì hiện tại là còn hơn 2.000 bộ nữa, hơn 2.000 bộ nữa này. Đây là lồng là khi chưa lắp thành bộ nhé, vẫn đang để lửa lọ lửa kia. Còn đây các cái lồng này chúng tôi lắp vào để cho khách hàng đến lấy này. Đấy, có khoảng tầm 300 cái là lắp sẵn này. Lồng nhựa PP nguyên sinh này, trọng lượng lồng 4,7 kg. Đấy. Chiều cao là 26, chiều dài là 75, rộng là 55. Đây là bên cạnh đây, nó là sàn, nó sàn cho lợn. Chúng tôi thì chuyên bán buôn bán lẻ nhé. Bà con nhớ là xưởng sản xuất của tôi thì chuyên bán buôn bán lẻ này. Các thiết bị luôn. Vâng. Còn 2.000 chiếc. Bà con nhìn rất chi là nhiều luôn nhé. Tôi phải đứng lên tôi quay được. Vâng. Bà con ai có nhu cầu mua lồng bắt gà bắt vịt thì vui lòng liên hệ tới xưởng sản xuất Hồng Phúc, địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Điện thoại 0973 143 996. Đây là những chiếc lồng đã lắp thành chiếc rồi này. Đấy, quăng quật thoải mái nhé. Lắp của nó là 20-25 này. Đó, rất dễ nhé. Rất dễ. Đứng lên thoải mái nhé. Bà con nhìn này. Đấy, tôi đứng lên, tôi 70 cân, tôi đứng lên thoải mái nhé. Trọng lượng đồng 4,7 kg, nhựa PP nguyên sinh này. Dạ vâng. Bà con có nhu cầu về lồng bắt gà bắt vịt thì tìm đến xưởng sản xuất Hồng Phúc thì thoải mái lựa chọn, mà giá thành rất chi là tốt nhé. Tùy theo số lượng thì bà con cứ liên hệ trực tiếp, tôi sẽ báo giá luôn. Số lượng nhiều thì giá sẽ mềm hơn rồi. Giá là như giá đại lý luôn nhé. Dạ vâng. Đấy, có gì thì bà con cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình ạ. Dạ vâng. Cảm ơn. Chúc bà con một năm chăn nuôi bội thu nhé.